Ok, xin chào tất cả các bác. Và các bác vừa nghe em test một đoạn nhạc trên cái bộ dàn của anh Nhân ở Hà Tĩnh, anh Yên. Anh Yên nhìn trong bài nhạc thấy chữ Nhân này gọi là Nhân của anh Yên ở Hà Tĩnh. Cái cấu hình dàn thì các bác cũng quan sát rất là nhiều lần rồi. Một quả số 40 này. Hôm nay thì nó có một cái điểm lạ hơn mọi lần, đó là mọi lần thì em sử dụng một cái con đẩy 2 kênh. Và ngày hôm nay thì em đang sử dụng một con đẩy 4 kênh nhá. Đấy, đang sử dụng một con đẩy 4 kênh, các bác nhìn bên dưới này, đấy, che này đi thì nhìn rõ hơn. Đấy, con đẩy 4 kênh. Đấy, còn hệ thống bên trên thì vẫn là vang số NS650 của Lốt. Đấy, vẫn là quản lý nguồn và mới chân xuôi. Và vẫn là đôi loa JB Bass 30, một trong đôi loa mà các bác nhìn với thôi, đôi loa tiếng rất hay nhé. Hát hay mà nghe nhạc quánh hay đấy. Tiếng rất hay nhé. Các bác chớ nên coi thường. Và quả súp này cũng vậy, quả súp Putin này quánh rất bạo lực luôn mà. Và cái hệ thống này, tóm lại là cái hệ thống này các bác nhìn được rồi, giá là 18 triệu tổng thể, đánh thì thôi rồi các bác nhé, 18 triệu tổng thể các bác nhé. Em đang ra để giá rất là tốt vì hiện tại em đang còn chạy con đẩy 4 kênh nhỉ. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ không hát nữa, các bác hãy nghe em nói một số vấn đề để các bác có thể là biết nhiều hơn về cái kỹ thuật, nhiều hơn về cái âm thanh. Còn em hát thì các bác nghe quá nhiều rồi đúng không? Những bác mà theo dõi em bao nhiêu lâu nay thì thực sự là nghe em hát phải nói là cũng chán tai rồi phải không? Có những bác mà theo dõi đến 3 năm trời mới mua, săn kỹ phết, theo dõi rất là kỹ, đến lúc mà chốt xong rồi mới bảo là anh ẩn mình, anh nằm anh chờ chú, anh theo dõi chú 3 năm rồi đấy, bây giờ mới chốt đấy. Lấy vợ thì kỹ tính lắm. Hiện tại thì em cài cho anh là 4 chương trình nha anh nhé. Đấy. Đấy, cô gì vật và gì vật. Đấy. Một cái nữa đây thì nó cũng là một cái em chưa kịp đặt tên lại, nhưng mà nó là một cái gì vật, nhưng mà gì vật cứng hơn đấy. Và hiện tại thì đây các bác nhìn cái con vang NS 650 này, hiện tại thì em đang chạy trên cái phần mềm gọi là mặc định của nó, thì nó gần như là con X12, nó chỉ thua con X12 là cái phần Dynamic remix ở đây là nó thua X12 thôi. Là X12 là không, trong là con này nó không có. Còn tất cả mọi thứ là nó sẽ giống chạy gần như phần mềm X12 nhé. Đấy, và con này thì tiếng rất là hay. Đấy, nhạc cũng hay mà lời cũng hay. Phần mềm là chuyên nghiệp, ngoài ra thì nó có thêm một phần mềm nữa. Hệ thống chỉnh thì như nhau, nhưng mà trên này thì nó sẽ cho tùy cổng, tùy tùy chỉnh ra được các cổng, tức là mình muốn đặt cổng này làm súp, cổng main này làm súp cũng được, cổng main này làm sâu ra cũng được, cổng main là sân tử cũng được, tức là mình tùy chỉnh cái đầu ra nhé. Và hiện tại thì em cài cho anh là đây đường mic của nó đây, em cài cho anh là 4 chế độ nhé, đường main này, sân tử thì em không động đến nhé, em cài cho anh chạy ra là ra đường sâu ra và đường main nhé. Đấy, em cài cho anh sâu ra và đường main vì hiện tại anh chạy đẩy 4 kênh, anh chạy hai đôi loa thì nó cho ra đường main và đường surround nhé. Và trên center này thì center này mình chỉ để lấy lời hoặc là để mình chạy một loa kiểm âm thôi. Đấy. Còn chạy hai loa TA kia thì em sẽ chạy bằng surround với main nhé. Đấy. Hiện tại thì chạy này, cài 4 chương trình, anh chỉ việc khiển trên máy thôi. Đấy, các bác thấy không? Cái hệ thống như này thì nó cũng, các bác nhìn vậy thôi chứ nếu mà để điều khiển một cách qua loa được một cái đơn giản thì các bác cứ kết nối phần mềm này, em chỉ các bác cũng là ok thôi. Các bác cũng có thể chỉnh qua được một số cái đơn giản, các bác cứ kết nối phần mềm em chỉ là được. Đấy. Với cấu hình dàn này thì hiện tại là giá em đang để giá rất là tốt là 18 triệu nhé. Giá rất là tốt đấy, giá không còn thể tốt hơn được nữa. Đấy. Và bác nào tiếp tục chốt thêm thì liên hệ với em nhé. Còn đây thì cái bộ này của anh Yên thì anh Yên Hà Tĩnh đấy, nguyên cái cấu hình như này mà em để giá bây giờ thì giá rất là tốt. Hiện tại thì mấy cái con đẩy này vừa tháo cho sách xem, giá rất là tốt nhé. Còn hát thì chắc chắn là hôm nay thì em đã, hôm nay thì hơi bị khàn giọng, không hát nữa, hát nhiều thì cũng các bác nghe quá nhiều em hát rồi đúng không, em hát thì các bác nghe nhiều lắm rồi đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, hoặc là mua lẻ cái con vang này về lắp vào những cái dàn karaoke, thay lắp thêm vào âm ly, tất cả mọi thứ từ nâng cấp. Và bác nào có nhu cầu nâng cấp này, nhu cầu lắp thêm này, nhu cầu chỉnh lại âm thanh này, kể cả khu vực trăm cây cũng vẫn đi được, nhưng mà đi trăm cây thì giá tiền nó phải cao. Đấy, các bác phải chấp nhận điều đó. Ví dụ đi bây giờ đi cài một con vang trăm cây thì giá tiền nó lại đắt, còn em cài quanh quanh nhà thì em chỉ lấy 500.000 thôi, à, vì em bước đi bộ cũng tới mà. Thế còn đi đến nhà các bác thì phải cõng cả một cái xe đi, độc tiền xăng, độc tinh, em tính phí cao tốc mà đi Hà Nội phí cao tốc mất 200 rồi, xăng mất khoảng 300 400 nữa. Đấy. Là mất 600 rồi.
đi là mất ngày mất buổi nữa. Nói chung là đi mà xa xa thì tốn kém, còn xa thì vẫn đi được nha. Bác nào có nhu cầu nâng cấp, ví dụ bác thấy cái bộ dàn chưa hay thì bác có thể mua thêm một cái mic nâng cấp lên, mua thêm con vang nâng cấp lên, hoặc là nguyên bộ tốt rồi thì chỉnh thôi. Ok, tất cả nhu cầu em đều ok hết nhé, kể cả từ các bác nào mà đang kinh doanh phòng hát hoặc cả đang kinh doanh giật sự kiện, có cần nâng cấp, có cần chỉnh sửa gì thì alo cho em cũng vẫn có thể đi xử lý được. Ok, xin cảm ơn anh Yên và cảm ơn tất cả các bác. Bác nào có tiếp tục cũng sử dụng những cái bộ dàn chất âm nó tốt như thế này mà giá là cực kỳ là tốt rồi nhé. Nguyên bộ dàn hôm nay em sử dụng con đẩy 4 kênh, mọi ngày thì em sử dụng con đẩy 2 kênh, em sử dụng đẩy 4 kênh rồi. Tiếng rất là hay. Đấy, mà đánh nhạc, mà nói lời, tất cả các chương trình như vậy chỉ bấm cho bài hát thôi nhé. Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn là video sau thì em sẽ lại hát cho các bác nghe, còn video này thì tôi thỉnh thoảng không hát tí để cho các bác nhớ, hát nhiều quá các bác nghe nó quen quá nhé. Ok, xin chào tất cả các bác.